Cuộc sống cho ta bao nhiêu điều mà ta đâu biết, có khi ở thời bỏ quên, để mất đi yêu thương bao ngày mà ta vun đắp, thời gian không quay lại. Hạnh phúc quanh ta đôi khi thật giản đơn như thế, nhưng đâu dễ thay được, biết được, chỉ biết lao vào những đam mê bất tận, lại duyên to trắng giúp ta vui, rồi chợt nhận ra bên ta đã mất đi người từng ngày qua. Đêm đêm cùng nhau những câu chuyện buồn vui sẽ chia cùng nhau thức trắng đêm và nhìn nhau trong nước mắt. Giờ tình trôi qua rồi em đã xa. Hôm nay mình tập xong sớm, anh có định đi đâu không? Hay anh kể chuyện cho em nghe đi. Đừng có nói lớn chừng này mà thích nghe kể chuyện nghe. Nghe chuyện cổ tích hả? Em có nói là chuyện cổ tích đâu. Vậy chứ chuyện gì? Thì chuyện đời của anh đó. Chuyện đời của anh? Ừ. Chuyện đời của anh có gì đâu mà kể. Anh kể chuyện tình yêu của anh đi. Em đoán bài hát anh sáng tác đầu tiên là dành cho người phụ nữ mà anh yêu đúng không? Từ trước đến nay trong đời anh chỉ có hai người phụ nữ mà thôi. Để em đoán nha. Một á là mẹ anh, còn hai á là người yêu của anh đúng không? Anh nói ra có thể là Trầm Nhi không tin, nhưng từ trước tới bây giờ anh chưa yêu lần nào hết. Hai người phụ nữ đó, thứ nhất là mẹ của anh, thứ hai là chị hai của anh. Anh Quang đang vẽ mẫu giày mới cho xưởng hả? Hạnh Nhân vừa tới hả? Công việc bên kia xong rồi, em tranh thủ chạy qua đây xem thế nào. Anh Quang đang thiết kế mẫu mới thiệt hả? Tôi đang vẽ một mẫu giày là TT10. Hy vọng là mẫu giày này sẽ khác mẫu giày bên Nhật Nam. Nhưng thật sự sau khi vẽ xong rồi tôi không tự tin lắm. Anh cho em mượn xem. Hạnh Nhân nè, tôi thấy là chúng ta cần phải thiết kế một mẫu giày mới cho nó khác biệt. Như vậy thì nó sẽ tạo một điểm nhấn để chúng ta tung ra thị trường. Và điều quan trọng hơn là chúng ta phải lấy được lòng của khách hàng. Em không ngờ anh Quang là có tài thiết kế rất đặc biệt. Em đã rất ấn tượng với KK6, KK7 của anh biết chừng nào. Thật may mắn vì chị Thoa có một nhân viên như anh. Hạnh Nhân được quá khen, tôi sẽ ngại lắm đó. Thú thật với Hạnh Nhân là trước đây tôi cũng học một khóa ngắn hạn về thiết kế, cho nên bây giờ tôi chỉ làm theo cảm xúc của mình thôi. Đây Hạnh Nhân coi nè, đây là mẫu giày mới tôi vừa thiết kế. Có kiểu dáng hiện đại. Nó được kết hợp với một chút sáng tạo phá cách, nhưng vẫn dựa trên nền truyền thống của mình. Quá tốt, cái phá cách sáng tạo này sẽ là cái riêng của chúng ta. Em hy vọng mẫu giày này sẽ được chị Thoa chấp nhận và sẽ được thị trường tiêu thụ. Tôi và anh Nhân cùng cố gắng để cho mọi người không bị thất vọng. Anh Quang biết không, hôm qua họp với chị Thoa và mọi người, mọi người rất phấn khởi khi thấy cơ sở của chúng ta hoạt động bước đầu khá tốt.
Chị Thoa đặt nhiều niềm tin vô em lắm đó. Thôi chúng ta cùng cố gắng vậy. Cố gắng giúp em, anh Quang nha. Em muốn cho anh em công nhân ở đây luôn có công việc để làm. Và em cũng muốn làm một việc gì đó cho chị Thoa vui lòng. Vì suốt một thời gian dài, chị Thoa đã chăm lo và tạo điều kiện cho em. Cái nhà này riết coi tôi không ra cái gì, giống như là con ở vậy đó. Muốn đi sao đi, muốn về sao về. Còn tôi nè, tôi đi thì phải thưa, về thì phải trình. Còn cái con ở, mỗi lần hỏi tới mặt nó trơ như mặt đá vậy đó. Ôi giời, tôi thề đó nha, nhà này ai muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm. Thôi, nhìn không nhục. Ủa, chị hai, ừ. Chị mới về hả? Ừ. Vô quá. Lấy cho em với chị hai ly nước đi. Chờ chút, bé bé. Vợ nhờ có một câu mà mắc mới gì phải kêu cho in ỏi vậy? À ha, anh quên mất. Em chờ chút nghe, anh đi lấy liền. Cô đó, cô cũng đừng quá đáng nhau. Vừa vừa phải phải thôi đó. Chỉ có em mới trị được cái thằng cha hám của này thôi chị ơi. Phải cho nếm mùi cay đắng ngay từ đầu thì mới khỏi mộng trầu cao được. Chị hai, chị uống nước đi. Cảm ơn cậu. Uống nước đi bà xã. Nè, hồi sáng giờ em với chị hai đi đâu vậy? Sao không kêu anh đi giùm cho? Em đang tay ngán như vậy, đi làm chi cho nó mệt. Ừ, mệt thiệt đó. Đấm lưng, bóp vai cho em cái coi. Đó, thấy chưa? Mai mốt cần cái gì cứ nói anh một tiếng nghe. Cậu Sơn nói cũng đúng đó. Chị em tôi đi mấy ngày rồi mà chưa tìm được chỗ nào ưng ý hết trơn đó. Hay là cậu rảnh rang đi coi thử giùm hen. À, nếu thấy nơi nào mà được đủ tiêu chuẩn thì cậu đưa chị em tôi tới. Như vậy thì phải đỡ hơn không Nhung ha? Ừ, vậy đi. Em cũng chán cái cảnh lông nhông ngoài đường lắm rồi. Mà đúng là ăn chơi thì sao nó dễ, mà tu chí làm ăn sao mà nó khó hay là khó. Chị hai với bà xã đừng có lo. Em quen nhiều doanh nhân, riêng về nhà hàng với khách sạn nhiều lắm. Em nhất định sẽ chọn được một nơi vừa ý cho hai người. Bộ không có tưởng tượng được cái vẻ mặt của anh lúc đó đâu. Nhìn mắc cười dễ sợ luôn. Ảnh chưa bao giờ thử nhiều đồ như vậy, cứ bị mình ép mà không dám chống cự chút nào luôn. Ủa, làm gì nhìn dữ vậy? Mình nghe đâu đây vang lên khúc nhạc tình yêu, nghe đâu đây tiếng con tim đập rộn ràng. Ồ, câu hát này ai đã từng hát mà giờ đây đúng tâm trạng người đó vậy ta? Nè, đừng có nghĩ bậy à nghe. Nè, biết mình nghĩ gì mà nói mình nghĩ bậy. Người ta có từng giật mình chứ gì. Cái gì mà giật mình? Tại bộ á, chỉ nghĩ bậy thôi à. Nè, ngồi xuống đây. Nè, nói thiệt cho mình biết đi. Trái tim của cô ca sĩ xinh đẹp đã xao động trước những giai điệu trữ tình của chàng nhạc sĩ tài hoa rồi đúng không? Tầm bậy không à? Đúng không? À. Đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Ngày mai tôi thu xếp lên thăm chị hai. Chú Linh biết chị hai thích ăn gì không? Để tôi mang lên. Nhiều lúc á, tôi thấy mình tệ vô cùng. Từ hồi nhỏ ba mẹ tôi mất sớm, một tay chị hai tôi lo lắng cho tôi. Đến mức chỉ cần nhìn ánh mắt của tôi thôi là chị biết tôi cần cái gì, nghĩ gì. Mà tôi thì lại vô tâm. Chưa một lần tôi tìm hiểu coi chị tôi cần cái gì và thích cái gì, hoặc là không thích cái gì.
Bây giờ tôi chỉ ước giờ này chị hai tôi tỉnh lại. Tôi đưa chị tôi đi nghe Trầm Nhi hát bài hát cho chính tôi sáng tác. Tôi nghĩ chị tôi sẽ rất là hạnh phúc nếu mà chị tôi được tỉnh lại. Thì tôi sẽ... Anh đừng có suy nghĩ nhiều, và cũng đừng bao giờ mất đi hy vọng. Bác sĩ nói trường hợp của chị hai vẫn còn có cơ hội để hồi phục lại. Lạc quan lên, tôi tin chắc là chị hai sẽ bình phục trở lại. Rồi hai chị em của chú Linh sẽ đoàn tụ với nhau. Tôi biết anh lúc nào cũng nghĩ đến những điều tốt đẹp cho tôi, nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý trường hợp chị tôi không thể nào tỉnh được. Tôi sẽ cố gắng mang lại hạnh phúc cho chị của tôi. Vậy sao anh không cưới vợ đi? Biết đâu anh cưới vợ rồi chị hai sẽ bình phục nhanh hơn. Anh nghĩ thử coi, có cô gái nào mà dám chấp nhận tình cảm của tôi nếu biết tôi đang gánh trách nhiệm nặng nề như vậy? Anh coi thường phụ nữ quá rồi đó. Tôi nói cho anh biết, phụ nữ khi mà họ đã thương ai yêu ai rồi thì họ sẽ yêu tất cả những gì thuộc về người đàn ông đó. À, hình như tôi có cảm giác như Trầm Di cũng có tình cảm với anh đó. Thì cũng như hạnh nhân đối với anh thôi. Hai cô này rất là thân thiện và dễ gần, gặp ai mà không tốt. Anh nói như vậy mà không phải vậy đâu. Thực ra tôi biết trong lòng anh đã có câu trả lời rồi, nhưng mà anh đang dối lòng mình thôi. Tôi nói đúng không? Không có đâu, anh đừng nghĩ lung tung. Sao Tiên khóc hoài vậy? Sao mà dễ xúc động quá vậy? Các coi phim này rồi, thấy đâu có gì đáng buồn đâu mà phải khóc. Tại các không biết, cái nhân vật nữ trong phim này nè, có số phận buồn, cũng giống như là Tiên gì đó. Tiên à, Tiên sao vậy? Tiên có chuyện gì buồn hả? Các cứ mặc kệ Tiên, các vô nhà đi, không cần quan tâm tới Tiên đâu. Làm sao mà không quan tâm tới Tiên được chứ? Chúng ta sống cùng với nhau trong một nhà, lại là bạn bè thân thiết. Bây giờ á, Tiên kêu các không quan tâm tới Tiên, thì các phải quan tâm tới ai đây? Tiên đã hứa là Tiên không đề cập đến chuyện đó nữa. Tiên không nói được, cắt vô nhà đi, mặc kệ Tiên. Tiên à, bây giờ Tiên muốn cắt làm cái gì cho Tiên vui, Tiên nói đi. Bây giờ cắt không có ép Tiên giữ lời hứa nữa. Cắt nói thiệt hả? Cắt muốn được nghe những gì Tiên đang nghĩ.
Điều gì làm cho tiên phải khổ sở đến như vậy? Các biết không, tiên đã từng nghĩ đến cái ngày mà các bỏ đi, không quan tâm và cũng không cần tới tiên nữa. Điều đó thật sự rất là khủng khiếp đối với tiên. Tiên sợ lắm. Tiên sợ ngày đó rồi sẽ đến. Các cũng vậy. Đôi khi các nghĩ đến một ngày nào đó không được ở bên cạnh tiên nữa. Các thấy rất là buồn. Các không biết được là cái cảm giác đó nó như thế nào nữa. Nhưng mà càng nghĩ thì các càng bối rối và lo sợ một điều gì đó. Các sợ à? Các sợ điều gì? Các không biết phải nói thế nào. Nhưng các sợ là các có tình cảm thật với tiên. Các sợ người đời dị nghị, sợ mang tiếng là kẻ đào mỏ, mang tiếng lợi dụng, và các sợ tất cả mọi thứ. Sao vậy? Tại sao các lại sợ những điều đó chứ? Bởi vì giữa chúng ta có quá nhiều sự khác biệt. Chúng ta không như những người khác. Các nghĩ có thể là do chúng ta là những người cô đơn, thiếu thốn tình cảm, nên khi chúng ta ở gần nhau, chúng ta có cảm giác cần nhau, chứ không phải là tình yêu nam nữ như bao người khác. Có thể là các nói đúng. Đó chỉ là tình thương, chứ chưa phải là tình yêu. Vì vậy, trong lòng của các mới có nhiều điều lo sợ và hoài nghi như vậy. Các cũng không biết điều đó chính xác là gì. Nhưng thực sự là mỗi khi xa tiên, các rất là nhớ, rất là lo lắng. Nhưng các không biết phải giải thích như thế nào mà nói bất cứ điều gì với tiên trước cái tình cảm hỗn loạn đó của các. Được nghe chính từ miệng các nói ra những lời này, tiên đã mãn nguyện lắm rồi. Các không cần phải giải thích, không cần các phải bận lòng về những tình cảm đó nữa. Các à, nếu nó không mang đến cho các sự thoải mái thì thôi, cứ gạt bỏ đi các nha các. Tiên không ép buộc gì các đâu. Đối với tiên như vậy là đủ lắm rồi. Nhiều lúc tiên ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân của mình, cho nên mới dằn vặt các như vậy, giống như từ nãy giờ vậy đó. Các à, sau này sẽ có một cô gái trẻ đẹp yêu thương các thật lòng, để cho các có thể nở mày nở mặt với thiên hạ. Các muốn mình tạm xa nhau một thời gian? Xa nhau? Tại sao lại như vậy chứ? Hả? Tiên à, các chỉ muốn mình tạm xa. Tạm xa nhau thôi. Để các có thể hiểu rõ tình cảm ở trong lòng của các. Được không Tiên? Vậy các định khi nào cắt đi? Chạy xong mấy cái hợp đồng xe mới nhận, các sẽ đi. Dạ em nghe nè.
anh tới chỗ hẹn luôn rồi hả? Ờ, Trầm Di hả? Ờ, anh xin lỗi nghe, anh có chuyện đột xuất quá, bây giờ anh gấp lắm. Ờ, có thể là anh không đi với em được. Có gì á, em nhắn với mọi người là đi trước đi. Anh sắp xếp công việc được là anh sẽ xuống. Ờ, đừng có buồn anh nghe. Chú Linh à. Ờ. Anh lái xe cho cẩn thận. Tôi có chút việc phải lên xưởng, sau đó tôi sẽ lên ngay. Không cần đâu anh, tôi có thể lo được. Tại chị hai chỉ bị sốt nhẹ thôi. Thôi bây giờ tôi đi nghe. Ừ. Chuyện này á, anh đừng có nói với Hạnh Nhân hay là Trầm Nhi giùm tôi nghe. Ừ, tôi hiểu rồi. À. Chị hai ngồi làm gì? Nằm xuống. Chị ngoan mà. Ngoan mà ngồi dậy làm gì không biết nữa. Chị có biết là mình đang bị bệnh không? Ừ. Ừ. Chị nghe lời em, chị nằm yên rồi nè. Thấy chị ngoan không? Bác sĩ vừa báo tin là chị bị sốt rất là cao, nên em chạy qua đây với chị liền. Sốt hả? Ừ. Chị đâu có sốt đâu. Nè, em gỡ trán chị thử coi. Ờ. Chị đâu có sốt đâu. Chị à, chị đang bị bệnh đó. Chị nghe lời em đi. Bây giờ hả, em sẽ ra ngoài mua cháo cho chị ăn. Chị nhớ không được đi đâu, phải nghe lời em đó nghe. Ừ. Vậy em đi nghe. Ừ. Sáng nay Trầm Nhi gọi điện thoại cho em, nghe giọng nó thấy buồn lắm. Anh có biết anh Chu Linh bận chuyện gì mà phải hủy chuyến đi vào giờ cuối không? Chu Linh đã bận việc gấp, cho nên là nhờ Hạnh Nhân nói lại giùm với Trầm Nhi. Đừng để cho Trầm Nhi phải có tâm trạng không tốt khi lưu diễn. Em cũng đã nói hết lời rồi, nhưng thực sự nếu em là Trầm Nhi, em cũng sẽ buồn lắm. Nếu anh bận việc gì thì cũng phải giải thích rõ ràng, Trầm Nhi nó mới thông cảm được chứ. Hai anh quen với tụi em cũng biết được là tụi em đâu phải là những người không nói lý lẽ. Anh nên làm như vậy. Em muốn hiểu và thông cảm cũng không có cách nào thông cảm được. Hạnh Nhân à, có những chuyện khi mà nói rõ ra, chắc chắn em và Trầm Nhi sẽ không thể nhận Chu Linh. Nhưng mà là chuyện gì mới được, anh nói cho em nghe đi. Anh vẫn thông cảm cho tôi đi, tôi không thể nói ra đi. Hai anh có chuyện gì bí mật mà cứ ấp mở mở? Bộ anh không xem em là bạn sao anh Quang? Không phải như vậy. Anh Nhân à, nếu như Chu Linh muốn nói thì trong một thời điểm thích hợp Chu Linh sẽ nói cho em và Trầm Nhi biết. Bây giờ Chu Linh chưa nói có nghĩa là cậu ấy chưa thật sự muốn chia sẻ. Có lẽ là một chuyện khó nói rồi. Với em thì không sao. Em chỉ sợ Trầm Nhi không thể chờ đợi được. Có những thứ chỉ tồn tại được trong khoảnh khắc thôi anh Quang à. Hạnh Nhân à, theo như anh nghĩ, trong chuyện này Chu Linh đáng thương hơn là đáng thích. Chào bác sĩ. Chu Linh à, anh về nhà nghỉ ngơi một đêm đi. Tôi ở đây coi chừng chị hai cho. Tôi không sao đâu. Ờ, anh Quang, chắc Trầm Nhi hận tôi lắm đúng không? Giận hay không giận thì tôi không biết. Tôi chỉ biết là Trầm Nhi đang rất là buồn. Chu Linh à, tại sao anh không nói thẳng với Trầm Nhi đi, để tránh những hiểu lầm không đáng có.
Tôi cũng đã suy nghĩ như vậy. Anh nói rất là đúng. Tôi phải nói cho cô ấy biết sự thật. Anh nghĩ thông suốt như vậy là tốt. Cái thằng này làm cái gì á, bấm chuông nãy giờ không thấy ai ra hết trơn vậy. Trời. Nè, thằng quỷ, làm gì lâu vậy mày? Thằng quỷ, mày tới đây sao không gọi tao trước vậy? Trời. Trời, gì vậy ta? Bộ dạng của mày ở nhà làm gì mà thảm quá vậy? Bộ lấy vợ bây giờ đi làm ông nội trợ hả? Thảm cái gì mà thảm? Mày đừng có nói chuyện tào lao. Tại vì người làm nhà tao đi với bà chị rồi. Vợ tao thì làm mang bầu, nên tao phụ vợ tao chút thôi. Ngạc nhiên chưa? Khác hẳn lúc trước à. Tao là tao nghĩ mày là phải có người hầu hạ chứ, không ngờ cũng biết hầu hạ người khác nữa. Thôi, mày muốn nghĩ sao tụi mày. Nè, mày tới đây tìm tao có chuyện gì không? Nè, mày đừng có nói với tao là mày bị bà Tiên Nè, xàm nữa rồi đó. Bộ tao qua tao thăm mày, kiếm mày nói chuyện không được hả? Thì được chứ có gì đâu. Nè, mày chờ tao chút nha, tao vô tao thay đồ một cái. Ê, bạn bè tới nhà không chơi vô nhà chơi hả mày? Mày chờ tao chút đi, trước sau gì mày cũng vô mà. Ê, làm sao đây ta? Lỡ hai bà chặn nó làm gì mình thì ê mặt với thằng khác. Nhưng mà nếu từ chối nó thì chắc không sao đâu. Liều thôi. Nè. Gì? Thôi, mày dẫn xe vô đi. Bây giờ anh lại rước cái đám bạn bá dơ của anh về đây nữa đúng không? Em à, em nói nhỏ nhỏ thôi. Tại nó tìm tới đây, không lẽ bây giờ anh đuổi nó về? Đó, đợi anh một chút rồi anh với nó ra ngoài nói chuyện. Anh làm hết công việc ở nhà chưa mà anh đòi đi? Chưa xong mà đi đàn đúm bạn bè đi chơi rồi. Em à, thôi mà, anh đi với nó một chút rồi anh về em làm hết nha. Thương mà. Anh muốn chứng minh anh là chủ của cái nhà này chứ gì. Thôi được rồi, tôi cũng phải nhún nhường anh một chút. Mắc công tôi lại bị mang tiếng là lấn lướt chồng. Anh biết, anh biết. Vợ anh là người tốt bụng, khôn ngoan. Không lẽ em làm anh mất mặt với bạn bè? Thì tôi là vợ, đương nhiên cũng phải cho anh chút thể diện chứ. Nhưng mà nè, anh liệu mà về cho sớm, dọn dẹp cái đống lộn xộn ở dưới nhà nữa, nghe chưa? Tôi lên bà xã. Thôi anh thay đồ nghe. Cưng ơi, không có lần sau đâu nha. Mấy cái loại bá dơ đó tôi cấm tiệc vô nhà này đó. Anh biết rồi. Wow, còn sang trọng hơn nhà bà Tiên nữa. Cái thằng Sơn này đúng là biết lựa ổ để chui vô ấp trứng mà. Trời ơi, mấy cái tranh này đẹp quá. Chắc là mắc tiền lắm đây. Bức tranh này làm bằng cái gì mà đẹp quá vậy ta? Chắc bằng đá quý nè. Rồi, chắc là mắc lắm nè. Nè, mày làm gì vậy? Mày làm gì vậy? Quen tay hả mày? Tao mà cũng dỗ nữa. Nè, tranh đẹp mày. Mày làm cái gì vậy? Gì? Mày đừng có ở đây sợ mó lung tung nha. Toàn là đồ quý không đó, lỡ hư hỏng cả đời đình cũng không nổi đâu đó. Mày làm gì thấy ghê vậy? Tao chỉ muốn coi là bức tranh này làm bằng chất liệu gì thôi. Thôi, bằng cái gì kệ ông nội người ta đi. Không biết thôi, sợ chứ mất công. Thôi đi, đi lên. Nè, biết điều một chút đi. Người ta đang bầu bì, phải để cho người ta nghỉ ngơi chứ. Lo đi rồi về cho sớm, để còn làm công chuyện nhà cho tôi đó. Đừng có thấy người ta nhịn rồi làm tới, nghe chưa? Đó, mày thấy không? Cũng tại mày đó.
Nói đi thì đi đi. Đi, nhanh lên, đi. Hạnh Nhân, em bị sao vậy? Có phải là ngồi xe lâu quá bị chuột rút không? Tại đôi giày nè anh. Nhìn đẹp mắt vậy thôi chứ mang đau chân lắm. Em thấy nó còn mới nên tiếc. Quang, đang mơ tưởng đến cô nào mà cười tủm tỉm một mình vậy? À, hôm nay lại biết chọc ghẹo tôi nữa ta. Ghê nha. Nhà chỉ có hai anh em mình nè, mà không khí ảm đạm quá trời luôn. Tôi chọc anh chút cho nó vui, nhưng mà hình như không có duyên thì phải. Nói cho tôi biết đi, đã gặp Trầm Nhi chưa? Nói chuyện với cô ấy chưa? Chắc cô đang giận tôi á, cho nên lẩn tránh tôi. Mà bây giờ tôi cũng không biết phải làm sao để cô hiểu và thông cảm tôi. Cứ vậy hoài, chắc một thời gian nữa cô sẽ quên tôi luôn đó. Nghĩ tới nghĩ lui, cô không biết có cách nào. Nhưng mà tôi thấy có cách hay nhất là phải nói thật với Trầm Nhi. Mà tôi nghe nói là anh tìm kiếm cơ hội để nói chuyện với Trầm Nhi mà, tại sao bây giờ vẫn chưa nói? Nè, nghe tôi hỏi thật nè, có phải là anh đã yêu Trầm Nhi rồi đúng không? Yêu thì sao bây giờ? Bây giờ gia cảnh của tôi như vậy, làm sao mà tôi nghĩ đến mấy chuyện xa xôi được, nhất là với Trầm Nhi. Chú Linh à, Trầm Nhi là một cô gái rất tốt. Tôi tin là nếu Trầm Nhi biết được tình cảnh chị hai của anh thì Trầm Nhi sẽ thông cảm và yêu anh nhiều hơn. Đừng quá tự ti mà đánh mất hạnh phúc của cả đời mình. Anh khuyên tôi đừng có tự ti. Vậy còn anh, sao không cho mình một cơ hội đi? Lại bắt đầu nói lung tung rồi đó. Anh biết tôi muốn nói cái gì rồi mà. Nếu anh nói anh không cảm nhận một chút tình cảm gì của Hạnh Nhân hết thì tôi không tin đâu. Thôi đừng có nói giỡn nữa. Để tôi tập trung vẽ đi. Anh Quang ơi, anh không thể tưởng tượng được là thằng Sơn á, nó sợ vợ tới mức độ nào đâu. Trời ơi, vậy mà nó cứ bô bô cái miệng với anh em mình, làm cho em cứ tưởng là nó một bước lên mây. Ai mà ngờ. Anh Quang. Anh Quang. Anh sao vậy? Anh thấy thương cho thằng Sơn quá. Anh ơi, anh hơi đâu mà thương nó. Cái con đường này á là do nó chọn, thì bây giờ nó phải ráng chịu. Cậu biết trách ai bây giờ? Có lẽ thằng Sơn đang ráng chịu đựng, cho nên nó không bao giờ than thở với anh em. Anh biết tại sao mà nó không than không? Tại vì nó còn muốn á nổ với anh em mình nữa. Nè nè nè, giống như là hồi trưa nay á, em tới em tìm nó, mà anh biết á là vợ của nó đâu có thèm ló cái mặt ra mà chào bạn của chồng một tiếng nào đâu. Vậy mà nó nói chuyện với em á, nó còn bao biện cho vợ của nó nữa. Em á là em coi bộ á là cái cô bé Nhung này cũng chẳng yêu thương gì nó đâu. Mà cho dù nếu có á, cũng chỉ là thời gian trước đây. Anh hy vọng là sau khi mà Nhung sinh em bé xong, hai đứa trở thành ba mẹ rồi, thì tình cảm của hai đứa sẽ khác, hai đứa sẽ gần lại với nhau hơn. Em không biết á là có tốt đẹp hơn hay là tồi tệ thêm nữa.
bỏ chuyện Thầy Sơn đi. Chuyện của em thì sao rồi? Em chuyện gì? Ngay cả anh mà mày cũng giấu nữa hả? Nếu không có chuyện gì thì tại sao mày tới tìm Thành Sơn? Nói anh nghe đi. Em cũng biết phải nói với anh sao nữa. Có chuyện gì? Có lẽ em yêu Tiên thiệt rồi. Anh Quang. Sao anh không có ngạc nhiên gì hết trơn vậy? Anh đừng có thái độ như vậy. Thà là anh la em, anh mắng em, hay là anh nói gì đi chứ anh đừng có như vậy. Anh làm cho em không biết phải làm sao. Anh không bao giờ ngạc nhiên cả. Bởi vì anh biết trước chuyện này nó sẽ xảy ra. Dù sớm hay muộn, hai người sống cùng với nhau sẽ nảy sinh tình cảm, đó là chuyện bình thường và đó cũng là điều hiển nhiên. Nhưng mà cái điều quan trọng là em phải xem lại tình cảm của mình, là em có tình cảm thực sự với chị Tiên hay không. Và nếu như đó thực sự là tình yêu, thì em có vượt qua được mọi trở ngại hay không, từ phía gia đình, từ phía bạn bè và rất nhiều người xung quanh nữa. Nhưng bây giờ trong thời điểm hiện tại, em chưa vướng phải bất cứ một trở ngại nào cả. Cho nên anh đang sợ em. Cái tình cảm em dành cho chị Tiên chỉ là ngộ nhận chứ không có gì đâu. Các này, em nên xem lại đi. Anh đang lo lắng cho em rất nhiều. Em biết rồi. Hãy dành thời gian suy nghĩ cho kỹ. Đừng để sau này phải hối hận. Đừng để sau này phải hối tiếc. Và đừng để sau này mình phải nói hai từ giá như. Em hiểu không? Em nè, anh pha nước cho em sẵn rồi đó, em vô em tắm đi. Thôi khỏi, cảm ơn. Anh không có cần phải lo lắng nhiều như vậy đâu. Dọn dẹp với nhà xong chưa? Rồi, xong hết rồi. Tôi nhắc lần cuối cho anh nhớ nha, tôi đang bầu bì thai nghén, anh phải biết trách nhiệm của mình, chứ đừng có suốt ngày bê tha, rủ rê người này người khác. Em à, anh biết rồi mà, em khỏi lo. Anh biết anh phải làm gì cho em và con mà. À, hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi đi. Anh qua xem cái nhà hàng thằng Cát mới giới thiệu. Nếu thấy được, anh sẽ về đưa em với chị Hai tới đó liền. Ừ, vậy đi. Tránh ra. Nè, anh Linh đã gọi điện cho Trầm Nhi chưa? Anh Linh này ngộ ghê á. Có chuyện gì cũng phải giải thích rõ ràng chứ. Không sao đâu, bây giờ mình hiểu rõ mọi chuyện rồi, mình sẽ không buồn nữa đâu. Trầm Nhi để biết được vì sao Linh không tới buổi hẹn rồi hả? Mình không hiểu vì sao ảnh lại làm như vậy. Nhưng mà bây giờ mình đã nghĩ thông suốt rồi. Anh Linh vốn đâu cần phải giải thích với mình, tại vì mình đâu lại gì của ảnh đâu. Nếu mà bộ nói vậy cũng không đúng. Dù chỉ là bạn bè bình thường cũng không thể làm như vậy được. Hơn nữa, mình thấy anh Linh là người biết xử sự, chắc là phải có chuyện gì đó. Mà thôi, khỏi cần nói dài đắn non nữa. Bây giờ mình sẽ gọi điện trực tiếp cho ảnh để hỏi cho ra lẽ. Thôi thôi, mình không cần đâu. Nhịn gì, ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi kìa. Bồ mà lộn xộn á, mình lấy cái này rang khét hết luôn bây giờ. Không được rồi, uống thuốc gì mà hơn một tuần rồi mà chị vẫn chưa hết sốt. Chắc phải đi khám bác sĩ thôi. Để em chở chị đi khám nha. Không cần đâu em, chị nghỉ vài bữa sẽ khỏe. Trời ơi, uống bao nhiêu thuốc rồi, em thấy có bớt chút nào đâu. Chị đừng có ý y nghe chưa, nguy hiểm lắm đó.
Hay là chỉ lo về tiền bạc? Không sao đâu, em còn chút tiền nè, em cho chị mượn. Khi nào chị khỏe rồi á, chị kiếm tiền trả em sao cũng được mà. Cảm ơn em, chị không đi bác sĩ đâu, chị cũng thấy khỏe nhiều rồi. Thôi tùy chị vậy. Nhưng có gì á, chị phải nói cho em biết, để em chở chị đi bác sĩ. Tối hôm qua cái thằng chó chết nó giày vò em cả đêm, làm như nó bỏ tiền ra là nó xài cho đáng đồng tiền hay sao á. Em bệnh muốn chết luôn. Nghe nói con nhỏ đó bị lao. Mày nói cái gì? Nó bị lao hả? Dạ. Vậy thì bị tống cổ nó đi đi, còn chờ gì nữa? Cái này mà tung ra hả? Đứa nào dám tới quán mình chơi nữa đây? Dạ, tại từ đó tới giờ em thấy anh giận dữ nó khư khư, em cứ tưởng là anh... Tưởng cái gì? Mày tưởng tao yêu thương nó hả? Mày đúng là thằng đầu óc thủ. Mày phải biết chứ, từ trước tới giờ tao giữ nó lại là vì cái gì không? Vì nó còn giá trị lợi dụng. Còn bây giờ thì sao? Từ già trẻ bé lớn chả có thằng nào chịu ngồi với nó. Mày kêu tao giữ cho nó hả? Giữ nó để tao bị tốn cơm hay sao? Dạ em hiểu ý anh rồi. Hiểu thì đi làm đi. Tống cổ nó ra thật xa, ra khỏi cái quán cho tao. Đừng để sau này á lãng vãng tới đây nữa. Dạ em hiểu rồi, anh yên tâm. Đi cho cơn mưa nhẹ đừng rơi ướt cành hoa tươi tôi mang đến tặng người tôi yêu thương nhất. Bước chân sao vội vàng, người cho tôi luôn tin vào tình yêu đó, đưa tôi đi qua ngày gian nan. Đôi mắt rưng rưng lòng tôi hát vang lên tiếng yêu. Hạt mưa như thấy tôi cười, khẽ đi qua hiền rồi. Nắng mai đang về, từng ngày tươi sáng. Nhẹ nâng câu hát trong lòng, nhẹ nâng tiếng con tim rất chân thành. Em xin cảm ơn. Bao.